khi thấy mai nào lờ bao bên nước. Lặng chưa có nhẹ đâu xuống sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ và tình có em vẫn xa mà xa. Ôi nhớ xuân nào một mùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng lớn lơi. Bên mái chân theo ngồi quanh bên nhau, trọn vẹn chiếc chờ trời xa, đòi hãy yêu tôi mãi nào. Nếu con không về, chắc mẹ buồn lắm. Mái chân nghèo không người dường ra, khu vườn thiếu hoa đào bông xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta ăn mơ. Ta ngày xuân đi quê sống gì nào, còn biết bây giờ mẹ chờ em chưa. Nhưng nếu con về bà mẹ thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chia trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà lần lần. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty cổ phần TechSound Việt Nam. Hôm nay anh em TechSound lại có mặt tại tỉnh Đồng Nai để set up cho một bác chủ. Các bác thấy không gian nhà rất là đẹp đúng không ạ? Ở ngay phía dưới đây chính là một hệ thống âm thanh cũng vô cùng đẳng cấp luôn, gồm hai chiếc loa full P10 của Lexo cùng một chiếc súp LS600 cũng đến từ thương hiệu Lexo luôn. Và ở ngay phía bên đây một chiếc amplifier vô cùng đặc biệt luôn, LEA1504. Có 4 kênh thì có 2 kênh 1500W và 2 kênh có thể đánh ở mức là 3000W. Và các bác có thể điều khiển chiếc amplifier này bằng điện thoại, máy tính từ những nơi rất là xa, rất thông minh luôn đấy ạ. Và bây giờ anh em sẽ tiến hành tháo dỡ hàng hóa để setup lắp đặt cho bác chủ nhá. Come and fly away with me. Don't
sau một cái quá trình setup lắp đặt thì hai chiếc loa full P10 đã được đặt được hai kệ bên đây rồi. Và phía bên gần tủ máy là một chiếc súp LS600 của chúng ta. Và tủ máy đã được xếp gọn gàng ở phía kia rồi. Đây, chiếc loa Lexo P10 đây. Các bác thấy có nhỏ gọn không ạ? Rất gọn gàng luôn. Và ở phía bên đây, một chiếc nữa đây. Đó. Còn ngay phía dưới em đây là một chiếc súp LS600. Đánh ra một cái chất âm rất là mềm mại nhưng mà cũng vô cùng áp lực luôn. Còn ở phía bên tủ máy thì cũng gồm các thiết bị cơ bản thôi, như đầu màn, vang số, micro, quản lý nguồn. Đặc biệt nhất là chiếc Amplifier LEA CS1504 sử dụng công nghệ Class D, tích hợp như một chiếc DSP và có preset của đầy đủ các hãng loa trên thế giới, đem ra cái chất tiếng vô cùng hay, vô cùng tuyệt vời và đem trải nghiệm người dùng lên mức tốt nhất. Và bây giờ thì anh em sẽ tiến hành lên nhạc để các bác thưởng thức cái chất âm của hệ thống loa Lexo kết hợp cùng với Amplifier LEA made in Costa Rica nhá. Khi thấy mai nào lờ bao bên hương, nắng chưa có hẹn đâu xuống sẽ về. Nay em bay đầy trường ngõ và tìm con vẫn xa mà xa. Ôi nhớ xuân nào mùa chơi yên vui. Nghe pháo giao thừa rộn ràng lớn lơi, bên mái chân kèo ngồi quanh bên nhau, trở vánh chiếc chờ trời xa, đòi hãy yêu tôi mãi đàn. Nếu con không về, chắc mẹ buồn lắm, mái chân nghèo không người dương ra. Cô vượt thiếu hoa đào vẫn xuân, đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta ánh mơ. Ba ngày xuân đi quê sống gì mà còn biết bây giờ mẹ chờ em chưa. Nếu con về bà mẹ thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chia trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà lần lần.
TechSound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsound.vn.